lên cho anh em một con của Đức, 4 cái lò luôn nè. Cái lô trước nha nè. Nó còn một cái mình cho bên nó nằm bên kia. Anh em chơi thì mình lấy qua cho con bát 25 này kinh. Con cao su này sâu hóm luôn nha. Cái mũi nó là chỗ đây bằng nhôm nha anh em, nó chập cái miếng nhôm vô á. Cho anh em nghe này nha. Một lần. Ui trời, giảm bớt đẹp này. Thương quê hương thương mình. Nhìn vai áo chiến phai màu. Bắt cỡ đẹp này. Mới biết quân hành thời gian qua mau hay lâu. Nhận tiền được quê đâu thế nha. Nên vui kiếp phong trần dù gian nan luôn. Qua thăm số qua sau này. À con này ngon này anh em. Con này 4 tới 16 ôm là quấn được luôn này. Con này chơi tất cả các âm ly được luôn, không bị kén âm ly này. 4 tới 16 là thao. Cho mấy con Đức thường thường là nó là 4 ôm là nhiều nha. Rồi từ từ nha. Cái đây là lo bát này. Lo bát này. Hoxton này. Đó. Là 25 cm. Mà cái lo này là của ITT, nó ghi này. Từ độ tình nhân. Ờ thằng này là lo mix. Mix này thấy không? Chữ mix này không? Mix là cái phi, là cái đường kính của nó này. Mix là 36mm là 3.6cm á. Ok chưa? Khói thuốc đen tay vàng xuôi tâm tư. Con này là lo trép này. Chiều lại chiều qua trên. Ủa từ 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 anh em. Ờ đúng rồi, con này lo trép này. Lại nha, coi lại nha. Cái đây là lo bát này nha, ok cho. Lo mít này. Lo mít này. Mít này thấy chưa. Cái tiếng Đức bữa mình coi cái đây mà quên rồi. Con này là như kiểu như là nó lo trép, và con này là siêu trép này. Như vậy con này là tất cả là lò của ITT hết luôn nha anh em, thấy không? ITT hết luôn nè. Chút nữa mình chụp cái thông số lại cho anh em lên anh em nghiên cứu tiếp nha. Anh em chụp màn hình, anh em vào Google dịch tiếng Đức là nó ra luôn nè. Đó. Cái đó là mít là chắc ăn rồi nè. Mít này. Bát 25. Chợt lòng nghe thương nhớ chân tình. 25. Mà anh vẫn chưa. Ủa đó mình coi lại chắc mình nhầm rồi nên. 25cm chứ sao lại đúng không? Mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà. Đó mình chụp lại cho anh em lên coi thêm nha. Chứ bây giờ gấp quá. Gấp quá mình quên. Sao tự nhiên bây giờ mình quên mất cái đai mất tiêu rồi. 25cm thì sao lại 25mm đúng không? 25mm thì nó có 2.5cm rồi. Như vậy cái lo này là cái lo trép đúng không? Đó, lo trép chứ. Nè, thằng này mới đúng rồi, xin lỗi đúng rồi, ngược lại mình đọc ngược rồi. Thằng này là 245mm là bát là 25cm này. Này tiếng Đức này. Cái tiếng này là lo bát 120W này, đúng rồi, lo bát là công suất nó lớn này. Đó. Rồi nha. Rồi mình hiểu rồi. 80W là cái lo nhỏ hơn lo bát chút xíu, là cái lo mix bát. Đúng không? Mix á, lo mix mà nó mix bát này, thì có giờ này thấy chưa? Con này là 13cm, 80W. Đó, rồi tới một cái mix nữa. Anh này ghi nè, một cái mít này. Đó, cái mít này nó cao hơn cái mít lao. Là con này 3.6mm. Con này là tép hẳn luôn này, là 2.5cm. Ok, chính xác luôn. Ok cho 4 cái lo này. Ui trời ơi, nè 5 phút rồi. Nè, con này là 25cm. Con này 12cm.
con đàn mít là mít mít lao ấy, là ở sau của cái lưng của nó ấy, là nó không có bịt kín, nó vẫn cộng hướng chung với cái lò bát này nha. Rồi tới con đàn mít đó, con đàn là chép, con đàn mít lao, con đàn nó đi chung với con này này. Anh em không tin bây giờ anh em tắt nhạc á, anh em tại mình cầm điện thoại rồi, kiểu như là mình lấy cái tay mình dập dập vô cái màn lò là cái đai nó cũng sẽ cột cửa rất nhẹ, chắc ăn luôn. Còn hai con này là ở sau nó bịt lại hết luôn nha, nó bịt lại hết luôn, nó không có ảnh hưởng bởi cái cộng hướng trong cái thùng này. Còn hai con này nó ra vô cùng pha với nhau, ok chưa? Rồi mình lên là mình giam hết bát coi. Bọn mình dù xa nhau anh ơi nguyện nhớ giam một chút đấy luôn. Cho bao con này làm việc là con này làm việc nhiều nhất trong cái lò này nè. Mong tàn kinh thiên ngày về trên đất mấy cái này nó thay thế thôi. Chọn tình quê mến yêu cái dây cao này cắt cầm hết luôn, cho hóng cho con này làm việc luôn. Đấy, nó làm việc con này là nhiều nhất này nè. Đó, mày nghe nó ra cho ai không không? Nó vậy thôi, có gì đâu. Rồi, ok anh em nha, mình xuống nha, mình lên con khác nha.